Cho đến thời điểm diễn ra họp báo, trạm thu phí BOT Cai Lậy vẫn đang mở cửa, chưa thu phí trở lại. Mặc dù ngày hôm qua 16 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư đã thống nhất miễn giảm phí cho xe qua trạm thu phí này. Theo đó, thống nhất giảm giá dịch vụ cho tất cả các phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy từ ngày 21 tháng 8 năm 2017. Tuy nhiên, đón nhận thông tin giảm giá vé, rất nhiều tài xế vẫn bày tỏ sự phản đối và đề nghị phải di dời vị trí đặt trạm BOT Cai Lậy hiện nay trên quốc lộ 1 về đặt trên tuyến đường tránh, đồng thời đề nghị làm rõ việc giảm giá vé liệu có kéo dài thời gian thu phí hay không. Vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông khẳng định rất khó để có thể di dời vị trí trạm BOT Cai Lậy đang đặt trên quốc lộ 1. Đối với việc giảm giá vé và có kéo dài thời gian thu phí hay không, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết việc này còn căn cứ vào thời gian thu hồi vốn của dự án. Phí là phù hợp như nào để có khả năng khả thi để thu hồi được vốn. Và nhà đầu tư thì cũng phải làm với cái tổ chức tín dụng, nếu như mà kéo dài thời gian quá thì cũng nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là thu hồi vốn của người ta, ảnh hưởng đến cái việc là kinh doanh của ngân hàng. Do đó là cái đó là phải có tính toán, không thể nói một con số. Tại cuộc họp báo, các phóng viên báo chí đặt câu hỏi căn cứ vào cơ sở nào Bộ Giao thông Vận tải lại đặt trạm tại nơi tất cả các tài xế phản đối. Vị trí đặt trạm thu phí Cai Lậy có bất hợp lý và sai phạm. Tại sao tuyến quốc lộ 1 qua Cai Lậy nhà đầu tư sử dụng BOT để cải tạo mà không dùng phí đường bộ? Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng đường làm từ ngân sách nhà nước cũng có trạm thu phí. Việc này đã có từ lâu. Trạm BOT Cai Lậy được đặt trên phạm vi của dự án. Cơ sở đặt trạm được xác định trên phạm vi dự án. Chính phủ đã chỉ đạo những trạm đã đặt sẽ được ra lại để đưa về khu vực phù hợp. Ông Đông khẳng định, việc đặt trạm có lấy ý kiến của địa phương, Bộ Tài chính, Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội. Tất cả các dự án BOT nếu không căn cứ vào phương án tài chính thì không làm được. Làm dự án dựa trên sự hài hòa lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư cùng người dân, người cấp vốn cũng dựa trên phương án tài chính thì mới dám cấp. Cuối cùng, tại cuộc họp báo này, những vấn đề ở trạm thu phí Cai Lậy vẫn chưa có lời giải. Trách nhiệm thuộc về ai? Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải vẫn không thể trả lời được những câu hỏi quan trọng để tháo ngòi nổ cho các dự án BOT.